mời người về bến đò quan, cùng ban quản trị chứa chan tình nồng. Chùm thơ thân quý tặng các quản trị viên trang tình thơ Facebook bến đò quan, tác giả Nguyễn Thị Bích Nụ, diễn ngâm Mạnh Hùng, video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Bài thơ Chẳng thấy xưa tặng em gái Trần Xưa, quản trị viên trang tình thơ Facebook bến đò quan. Là xưa mà chẳng thấy xưa, xiêm y thắm đỏ như vừa thanh xuân. Nụ cười đôn hậu dễ gần, giọng cô giảng dạy trong ngần. Tiếng quản trị viên rất nhiệt thành, nay cây một gốc tỏa cành thăm hoa. Đò quan nồng ấm mặn mà, thanh tân duyên giang vẫn là Trần Xưa. Tiếp theo là bài thơ tặng nhà thơ Phạm Sách, quản trị viên trang tình thơ Facebook bến đò quan. Đò quan đón nhà thơ Phạm Sách, rất hào hoa sáng mạch thơ yêu. Có bà vợ trẻ như kiều, trong ngành hội họa rất siêu, rất khi tuổi trẻ miệt mài công tác. Nay hưu nhàn gió mát trăng trong, tứ thơ cứ gợi sóng lòng, vui cùng bầu bạn đèo bồng nàng. Từng câu chữ chưa mờ kỷ niệm, luôn chắc chiêu cần kiệm ngôn từ. Lo cùng thi quan vô tư, bánh tôm đãi hội kể từ hồ. Thật tâm đắc đong đầy nghĩa dũng, bạn về đấy thơ cũng về theo. Đò quan dòng viết thuận trèo, chung mâm đâu quản giàu nghèo. Bạn
Tiếp theo là bài Lục Bát Thả Hồn, tặng quản trị viên Lan Vu, trang tình thơ Facebook Bến Đò Quan. Mình về Cổ Lễ Thành Nam gặp cô giáo trẻ Vũ Lan một lần. Tình thơ xa cũng nên gần, đảm đang hiền hậu chuyên cần. Sớm hết lòng chăm sóc chồng con, những vần lục bát thả hồn say mê. Bến Đò Quan đã tìm về, cùng ban quản trị thỏa thê nỗi niềm. Nhẹ nhàng trao nụ cười duyên, em mơ mộng